Chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu các bạn là ngày hội việc làm tại trường Đại học Bách Khoa ha, năm 2020 vào tháng 10 ha các bạn, cuối tháng 10 thì hôm nay mình đi trực tiếp luôn, thì mình sẽ quay khung cảnh xung quanh cho các bạn xem. Đây là vị trí sân khấu ha các bạn, nằm tại vị trí ngay chỗ trước sân vận động của trường Đại học Bách Khoa và trước hội trường A5 ha các bạn. Đó, ngày hội việc làm nói chung là tất cả các doanh nghiệp thì người ta tuyển mộ từ sinh viên. Đó, thì ở đây nếu như những cái công ty mà có thể cho sinh viên đi làm sớm thì cũng có thể, ví dụ năm sinh viên năm 3, sinh viên năm 4 thì cũng có thể đi làm được nha các bạn. Ở đây người ta tuyển mộ sinh viên luôn. Đó, ngày 31 tháng 10 nha các bạn, tin mới luôn. Career. Đó, cho các bạn những sinh viên tại trường Bách Khoa của tất cả các ngành nghề thì muốn đi làm thì các bạn cũng có thể xem tiếp tại ở đây ha. Đây là cái bảng để các bạn, thì đây là cái chương trình tổ chức như thế nào, thì họ sẽ tổ chức từ sáng sớm, từ tầm khoảng 7 giờ sáng, 7 giờ rưỡi cho đến chiều 15 giờ ha các bạn, ngày 31 tháng 10. Đây là tất cả các công ty thì được niêm yết ở trên cái bảng, thì những cái công ty này có những cái gian hàng theo mỗi ô nhỏ nhỏ ha các bạn. Thì đây các bạn thấy đó, nó có cái công ty Hiệp Sung ha, công ty cổ phần tập đoàn Nam miền Trung Group á, nói chung rất là nhiều công ty, mỗi một công ty có thể là từ 2 ô 3 ô gì đó, tùy thuộc vào cái độ mức độ lớn của công ty để đăng ký tại đây. Đây là vào buổi trưa thì sinh viên sau khi học xong thì sinh viên ra thì họ sẽ tiếp cận đối với những doanh nghiệp. Thì đây là công ty Bốc Cốt xanh các bạn. Tech của Tech, đó, một số công ty đang hàng rất là đông. Đó, tuy nhiên ngoài cái việc tuyển dụng sinh viên thì một số công ty còn đưa ra một số gọi là những cái tặng phẩm cho những sinh viên có thể là làm quà lưu niệm các bạn. Đây là bên công ty Bocos, thì hiện nay bên công ty thì mình thấy có rất nhiều sản phẩm về trắc địa và laser scan ha các bạn. Thì các bạn thấy nó là con Stumpy, nó rất là lớn hơn các bạn. Đó, bằng một cái sợi cắm của cái anh bạn đang thao tác đó, nó tầm khoảng 1 mét mấy. Đó, con này rất là to, khi mà nó chạy nó cất cánh thì như động cơ phản lực các bạn, rầm rầm á. Đây mình để cái tiếng cho bạn nghe ha. Stumpy thì ở bên dưới nó mang một cái máy quét laser scan, nhằm quét xung quanh địa hình các bạn, quét 3D nha các bạn, tùy thuộc vào cái khoảng cách tối đa scan của cái máy thì các bạn có thể bố trí khoảng cách để có thể quét toàn bộ khu vực của mình. Thì ở đây khoảng cách của máy tầm khoảng 350 mét nha các bạn, nên là các bạn quét một cái diện tích là khoảng dài chục hecta thì chắc dài 100 điểm thôi. Các bạn thấy nó bay không? Chung đây nó bay cũng tầm cao lắm, thời gian thường bay của nó tầm khoảng 10 phút. Đây là tất cả các dàn máy nha, nhìn thấy hầm hố hay các bạn. Chung là đi vào buổi trưa nóng đó, các bạn thấy đây, các bạn thấy là các bạn sinh viên thì đang muốn trải nghiệm cái sản phẩm VR để sản phẩm đó. Về sản phẩm không gian 3D đó. Đây, đây.
cái chiếc máy bay cho các bạn xem. Thì nó bay cũng nhiều lần á, tức là từ sáng tới chiều nó bay nó khoảng 3-4 lần gì đó, để cho là học sinh sinh viên và các trường nghiệp có thể trải nghiệm được nó. Đó, các bạn thấy nó bay không? Không, các bạn thấy ở dưới nó có một cái máy quét laser scan đó các bạn. Cái chiếc này nó cẩu nguyên cái đó luôn. Thì cái máy quét laser scan nó tầm khoảng 2-3 kg thì nó cẩu lên được luôn các bạn. Thật là động cơ của nó cũng khỏe lắm. Cái công năng bay thì nó tầm khoảng 30 mét hả các bạn, tầm khoảng từ dưới 30 mét để các bạn xem. Rồi vào buổi chiều này mình cũng ráng đợi tới vào buổi chiều. Buổi chiều thì nói chung là khu vực ở đây họ dọn dẹp hết đấy các bạn. Chiều khu vực khoảng các bạn ngay chỗ này là bình thường mình đứng ở chỗ này đó, các bạn thấy không, nó dọn dẹp hết rồi, dọn dẹp rồi. Các bạn thấy kênh 2 Cụ Động chúng ta subscribe ha, cảm ơn các bạn.